Cho thế này được chưa? Ừ, đây xem này. Con nghĩ phải cho thêm. Cho con thêm một cái lá. Ừ. Lá. Một cái rong biển. Rong biển để lá nó khác bình nhau. Chị chỉ nói thế thôi. Lá rong biển. Lá với lá rong biển. Ừ. Ôi giời, cơm dính quá. Lá hết rồi. Em bảo em tưởng chị biết làm cơ mà. Ừ, chị biết làm nhưng mà chị làm ngu lắm. Ôi giời, lực thích ở trên của chị rõ nhiều. Thế mà người ta không biết là chị làm rất nhiều. Thế đúng rồi, ấn xuống, ấn tay xuống thế. Đúng rồi. Ấn mạnh quá rách rồi mẹ ơi. Cả hai bên chứ con chẳng ấy và bó vào cái phía bên hai bên gì cả. Chặt chưa? Không chặt lắm ạ. Ừ. Nhưng mà thôi chắc cũng được. Có đứa nào cần thêm không chị không? Không cần. Mẹ ơi. Ừ.